thì các anh các chị hãy ghi lên khung chat cho Ngân số 1 ạ. À. Xem Ngân xem là tất cả các anh các chị ở đây đã nhiều anh chị có máy làm sữa hạt chưa? Các anh các chị hãy ghi lên khung chat cho Ngân số 1 nào. À cũng rất là nhiều anh chị cũng đã có dinh làm máy sữa hạt rồi đúng không ạ? Vậy thì với những anh chị nào chưa có máy làm sữa hạt thì chúng ta hãy nghe những cái chia sẻ, cảm nhận trong Zoom ngày hôm nay để chúng ta thấy được rằng vậy thì ngày hôm nay khi nghe xong mình phải khao khát có ngay một chiếc máy làm sữa hạt. Trước tiên xin mời ở đây mentor một sao Đàn Nghệ hãy lên chia sẻ những cái cảm nhận của mình khi đã sử dụng máy làm sữa hạt. Xin mời Đoàn Nghệ. Đoàn Nghệ đã nghe tiếng Ngân chưa ạ? À, ok chị. À, xin chào 106 anh chị em đang có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. À, chúc cả nhà mình buổi sáng thật là nhiều năng lượng nha. À, thực ra thì trước khi vào Qoo10 thì Nghệ đã từng kinh doanh đồ gia dụng và trong đó thì máy sữa cũng là một trong những sản phẩm mà có thể nói là sản phẩm đầu tay mà Nghệ bán rất là nhiều. Và xu thế ngày nay thì mọi người gần như là rất là quan tâm đến lối sống healthy ạ. À, mọi người thì thường hay quan tâm là làm sao là tại vì bây giờ là thường là các con là trẻ hay bị béo phì, à, tìm những trẻ gầy thì ít đúng không ạ, nhưng mà những cái trẻ mà béo phì thì thường rất là nhiều, à, chính vì vậy cho nên là mọi người thường là thay vì cho con uống sữa bò thì mọi người cho con uống sữa hạt bởi vì nó cũng cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, mà hơn nữa thì những cái sữa hạt thì thường nó rất là rẻ và nó không có những cái chất bảo quản hoặc là những cái chất mà gây ra phát triển dậy thì trước 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 tuổi dậy thì ạ, à, chính vì thế thì sữa hạt thì Nghệ cũng đã từng sử dụng cách đây 4 năm rồi, 4 năm rồi, và khi mà sản phẩm của Qoo10 ra ra máy sữa hạt thì Nghệ cũng dinh ngay một một chiếc về, mặc dù là nhà mình đã có rồi ạ. Và khi mà Nghệ đã dinh chiếc máy sữa hạt về thì có sự so sánh, đó chính là những cái dòng máy mà trước kia Nghệ bán thì nó thường nó cũng có một số dòng là nó có nhiều chức năng tương tự như dòng máy của Qoo10. Tuy nhiên thì nó có sự khác biệt mà khi mà chúng ta xay hai cái ly sữa mà từ hai máy, một máy làm của Qoo10 và một máy là của cái hãng mà Nghệ bán trước kia, Nghệ bán ba hãng liền và có sự khác biệt, đó chính là con của Nghệ. Khi mà bạn ấy uống thì bạn bảo là cái mùi sữa này nó cảm giác nó như kiểu là vẫn có cái độ là nó không ngon bằng ấy, là cái máy cũ của Nghệ là như thế. Nghệ bán dòng máy từ hơn 1 triệu đến hơn hơn 2 triệu. À, cũng không tiện kể tên ở đây bởi vì là không kể tiện kể tên, mà những dòng như như vậy thì các anh chị sẽ hình dung ra đó là những cái hãng của hàng nội địa của Hàn này và hãng của nội địa của Trung Quốc, thì đấy cũng chính là một trong những cái dòng sữa, dòng máy sữa mà Nghệ đã từng kinh doanh, và khi mà uống thì thấy sự khác biệt bởi vì là một loại thì những cái loại trước kia Nghệ từng kinh doanh là nó hoàn toàn là sử dụng bằng nấu bằng mâm nhiệt. Còn cái dòng sữa của máy Qoo10, sữa hạt Qoo10 của mình thì nấu bằng hơi nước. À, chính vì nấu bằng hơi nước cho nên là cái sữa nó sẽ thơm hơn và nó không có cái độ hơi khen khét giống như những cái dòng máy rẻ khác. À, chính vì vậy khi mà uống thì mình sẽ cảm nhận ngay. Và đặc biệt là trẻ con nó uống nó cũng sẽ chọn chọn cái sữa mà cái máy sữa làm từ máy sữa Qoo10. Và thứ hai là về độ sánh mịn. Nghệ có thể so sánh là những cái dòng máy trước là mình làm á, thì cái đặc biệt là cái đỗ tương á. À, vì mùa hè là hay dùng đỗ tương, nhà Nghệ làm uống sữa đậu lành ấy. À, và khi mà dùng làm đỗ tương thì cái dòng máy trước thì mình phải thường rót qua một cái dây thì nó mới mịn được ạ. Và nó cũng có vẫn có bã một chút bã ở trên. Và còn sữa Qoo10 nó sao ạ? Rót qua cái dây thì nó chui tọt hết xuống dưới. Nó không có cái độ độ nợn cợn giống như những cái dòng máy sữa khác. À, và cái thứ ba là cái độ chạy của nó. Cái độ chạy thì mình thấy rằng cái máy sữa kia thì nó thường khi mà trong quá trình nó xay ấy, thì cái tiếng ồn nó nhiều hơn so với tiếng đồn ồn của cái máy sữa hạt Qoo10. À, đấy là mình trực tiếp dùng giữa hai máy thì mình thấy rằng là cảm nhận được rằng là cái sự khác biệt lớn nhất mà khi mà những người mà họ sử dụng ạ, những người mà khách hàng của Nghệ đã từng mua máy sữa hạt rồi nhé các anh chị nhá, nhưng mà khi mà họ mà nhìn thấy những cái video, nhìn thấy những cái feedback của Nghệ và thậm chí là họ mà sang tận nhà xem là nó có sự khác biệt lớn như thế nào, và chính vì như thế thì mình bắt đầu là à, đúng rồi. Cái máy sữa ngày xưa là chị Vân là thực ra cũng là khách hàng của Nghệ đó. Ngày xưa là Nghệ bán máy sữa và chị Vân cũng là một người một trong những khách hàng rất là thân thiết của Nghệ, đã từng mua máy sữa của Nghệ, và chị Vân đang bảo là cái máy sữa nó lâu xay 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 lâu là mình giật mình, thỉnh thoảng nó quay có độ quay đấy, mình đang làm cái gì đó mà quay cái giật bắn mình luôn đấy.
đấy là chính cái dòng máy sữa ngày xưa Nghệ bán, và khi mà chuyển sang cái máy Qchen này thì thực sự là rất là hài lòng. Và hơn nữa là một trong những cái chức năng mà Nghệ ưng nhất đó chính là làm cháo, vì là nhà Nghệ thì có người ốm, cho nên là khi mà làm cháo thì cái dòng sữa trước ở dòng máy sữa trước ấy ạ, dòng máy sữa trước thì nó khi mà xay cháo nó loãng, nó rất là loãng luôn, và nó không có độ đặc sánh so như kiểu là mình xay hoặc là mình nấu bằng những cái nồi nấu cháo chậm ấy, nó không có độ đặc sánh như thế. Mình cảm giác là nó có độ làm tách nước ấy, nó có độ tách nước. Chính vì thế là mình đã bảo là mình thử làm thêm cái chức năng xay cháo này. Cái chức năng xay cháo thì gần như là một ngày nhà Nghệ làm 3 lần đấy chị ạ. Còn sữa hạt thì chỉ làm một lần trong một ngày thôi. 1.200 ml là đủ cả nhà uống. Nhưng mà nếu mà về chế độ cháo, đặc biệt là cái chế độ gạo sữa ấy, thì trong vòng 13 phút ấy, thì một ngày nhà Nghệ nấu hẳn 3 lần. Với một mẻ sữa là một ngày nhà Nghệ làm 4 lần, tận dụng bóc nổ cái sức lao động của cái máy sữa hạt này. Và khi mà nhà mình nấu cháo thì mình thấy rằng là cái này nó rất là đặc sánh. Đặc biệt là các anh chị mà nhà có con nhỏ hoặc là những người già ấy, thì mình làm mình dinh cái chiếc máy sữa này về thì cực kỳ là thích luôn. Bởi vì nó rất là tiện luôn, chỉ 13 phút thôi, chúng ta cho thịt, chúng ta cho rau, chúng ta cho một nắm gạo vào thì đã có những cái bát cháo rất là thơm ngon trong từng bữa một rồi. Tùy theo cái mức độ nhu cầu của từng người ấy, thì chúng ta có thể nấu theo mức độ là 300, 600 hay 900. Thì nhà Nghệ thì thường nấu 300 và ăn bữa nào thì nấu bữa đấy. Và cháo thì có sự đặc biệt là cứ hôm nào Nghệ đi trực thì phải chồng phải xay xay cháo mang cho bố Nghệ ăn. Chứ còn nếu mà nấu bằng cái máy sữa hạt cũ ấy thì bố không ăn, hoặc là ninh bằng cái nồi nấu cháo chậm bố cũng không ăn thôi. Bố bảo giờ ăn cái này nó quen rồi, nó ngậy, nó ngon và nó thơm nữa. Cho nên là nếu mà ăn bằng những cái máy kia thì bố không ăn nữa. Chính vì thế là mình lại càng có động lực để mình thấy rằng là có một cái máy sữa hạt này thực sự là rất là tự tin, đặc biệt là chăm người già, những người mà bị ốm hay là những người già trong nhà. Và thì sắp tới thì mình cũng có dự định là sinh em bé, thì mình nghĩ rằng là cái này là đúng là phục vụ rất là tốt luôn trong quá trình ăn dặm của con. Mình không phải lích kích xay nhiều, ví dụ ngày xưa là phải ninh cháo sau đó phải xay rau xay thịt đúng không ạ, xay rau xay thịt xong mình mới cho vào thì mình mới nấu được lên, thì ngày nay thì nó đã khác rồi, chỉ cho tất cả vào trong máy sữa và chỉ cần là 13 phút thôi thì mình đã có những cái bát cháo thơm ngon cho cả cho những người mà mình có nhu cầu chăm sóc rồi. Và đặc biệt là cái chế độ xay cà phê thì nhà Nghệ đấy chồng cũng rất là thích uống cà phê. Và cà phê thì mua ngoài nhiều khi này cũng không biết là nó có đảm bảo được chất lượng hay không. Thì mình nhà có người quen ở trong Tây Nguyên và mình đã nhờ gửi những cái hạt cà phê nguyên chất về. Và sau khi mà gửi về thì mình cho vào giống như các video mà bạn Quang Minh ấy. Mình làm thì đa số những cái hình trong lúc xay thì toàn xay vào cái những chồng ở nhà tự xay nên không quay lại được cái video mà xay cà phê, nhưng mà cứ hết một mẻ thì hết một mẻ đợt uống lưng hộp ấy thì chồng lại xay tiếp và cho vào nấu ấy, cho vào cái máy sữa đấy. Thì khi mà mình thấy rằng là cái mùi cà phê nó cũng rất là thơm, nó thơm mà nó nguyên chất, nó không có cái độ là pha tạp giống như là những cà phê mình mua bên ngoài, cảm giác nó có cả những cái bột hoặc là những cái độ pha của nó đấy. Thì đây là cà phê nguyên chất, đặc biệt là những anh chị nào mà có chồng, những chị nào mà có chồng thích uống cà phê thì anh chị cũng có, đây là một trong những sản phẩm lý tưởng. Thay vì mua một cái máy pha cà phê ngoài kia khoảng 6-7 triệu thì chúng ta mua cái máy sữa này, chúng ta tích hợp được rất là nhiều cái chức năng của nó thì cũng rất là hay luôn đúng không ạ. Và bằng những cái tình yêu như thế thì Nghệ đã lan tỏa được cho những khách hàng thân thương của mình, đó là những người mà đã từng mua máy sữa hạt của Nghệ. Các anh chị đấy thấy Nghệ đổi sang cái dòng mới này thì các anh chị cũng rất là tò mò và hỏi là em ơi cái máy sữa này bao nhiêu. Một cái câu trả lời bao nhiêu thì thường thường là khi mà hỏi giá, nếu mà nói đến giá thì không ai sẽ mọi người sẽ phải quay mặt đi luôn đúng không ạ. Nhưng mà không, khi mà cách xử lý từ chối giá thì ở đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải thử xử lý từ chối rồi đúng không ạ, xử lý về giá đúng không ạ. Chúng ta sẽ nói những cái tính năng, và khi mà Nghệ gửi những cái video, gửi những cái hình ảnh và gửi những cái câu chuyện mà mình đã trải qua vào những cái tin nhắn như thế thì khách hàng có những người cũng chưa phải là mình chốt ngay được người ta đâu ạ. Có những người ta rất là kỹ tính, mình chưa chốt ngay được. Tuy nhiên là khi mà một thời gian người ta vẫn suy nghĩ, người ta bảo là thôi để chị từ từ đã, bởi vì tháng này chị cũng hơi bí. Nhưng những tháng sau, những thời gian sau người ta cứ thấy rằng là mình đăng lên và người ta thấy mê quá rồi. Người ta bảo em ơi lấy cho chị một cái đi, em ơi đặt cho hộ chị nhớ, đặc biệt là trong chương trình khuyến mại vừa rồi ấy. Thì mọi người lại càng thấy thích rằng, bởi vì là tận dụng cái thời gian khuyến mại. Và cũng có những người thì người ta cũng rất là dễ tính, người ta đã cho mình luôn, người ta đã đặt luôn cái hàng của mình.
Và có rất là nhiều người, rất là nhiều chị, đặc biệt là khi nấu sữa, các chị đây thường phép biết rằng là em cái sữa này nó uống nó khác hẳn so với cái máy sữa trước em bán. À đúng thật, đúng là tiền nào của đấy đúng không ạ? Giá trị thì luôn luôn đi vừa đi theo kèm theo trị giá của nó đúng không ạ? Không có cái hàng nào mà nó rẻ nhưng mà nó tốt cả, mà cũng không có hàng nào tốt nhưng mà lại giá nó rẻ cả, đúng không ạ? Đúng không anh chị? À, và khi mà sử dụng như sau khi mà khách sử dụng như thế, khách nhận được những cái lời phép mách như vậy thì Nghệ lại thấy rằng là đúng là mình đã kinh doanh được cái dòng sản phẩm thực sự là rất là ưng ý, bởi vì cả cái chế độ bảo hành của nó cũng cực kỳ là ok luôn. Rồi những cái chất liệu ở trong cái máy sữa ấy, mình thấy này, khi mà mình dùng mình thấy nó tự tin, cực kỳ tự tin luôn. Đặc biệt là cái khay cối thủy tinh ấy, khay cối thủy tinh mình thấy rằng là mình từ trước là mình bán hàng chưa bao giờ có thấy cái khay nào nó dày và nó có cái độ là đẹp như vậy. Và mình cứ thấy rằng là những cái sản phẩm mình bán và mình đã dùng ấy, mình thấy nó tự tin thì mình sẽ lan tỏa được cho khách hàng. Thì ở đây thì Nghệ thấy là một số anh chị cũng đã từng dùng cái máy sữa hạt rồi, thì anh chị cũng không biết là các anh chị đã thử hết các chức năng chưa. Nghệ thì chưa kịp thử xem nó sữa lắc nó như thế nào, bởi vì cũng bận, cũng chưa thấy, không có thời gian ấy. Chủ yếu là làm sữa hạt, làm cháo và làm cái chức năng xay cà phê á, thì ba cái chức năng đấy là nhà Nghệ hay sử dụng thường xuyên nhất. Còn cái chức năng sữa nắc thì cũng chưa thử dụng, chưa có thời gian để mình thử xem là nó dùng nó như thế nào ấy. Thì bằng cái cách, những cái cách sử dụng hàng ngày của mình, bằng những hình ảnh mình quay video, thì mình đã chinh phục được rất là nhiều các anh chị, mà đặc biệt là những người mà người ta quan tâm sức khỏe. Và để bán được hàng thì trước tiên là Nghệ cũng đã từng lập danh sách khách hàng, đặc biệt là những người mua lâu chưa dùng. Chị Yến Mai mua lâu chưa dùng mà dùng đi chị, phê luôn đấy ạ. Uống sữa hạt hàng ngày, đặc biệt là trong cái thời tiết mùa thu này ạ. Trong cái thời tiết mùa thu này, khi mà trời se lạnh ở miền Bắc là se lạnh rồi và sắp sang mùa đông rồi, cái mùa thu và mùa đông là dường như bán sữa hạt rất là chạy luôn anh chị ạ. Tại vì buổi sáng là mọi người thường, đặc biệt là mùa đông, khi mà sữa hộp kia để ở ngoài nó sẽ bị lạnh ấy, nó bị lạnh và con nó uống vào nó hay bị viêm họng, thì mọi người lại chú ý đến rất là nhiều đến sữa hạt. Đặc biệt là những cái anh chị nào mà người ta quan tâm đến sức khỏe nhiều, theo thì nhiều cho con ấy, thì người ta rất là quan tâm và người ta dinh ngay những cái hạt sữa hạt về. Thay xay một mẻ thôi nhưng mỗi người một cốc vào buổi sáng kèm theo ăn sáng đã đủ, rất là đủ chất dinh dưỡng rồi đúng không ạ? Cái mùa đông và mùa thu này Nghệ bán rất là nhiều cái máy sữa hạt ấy. Thì các anh chị có thể tận dụng cái thời gian này đã bắt đầu bước sang thu và thời tiết khá là lạnh buổi sáng rồi, thì đây cũng chính là một trong những cái cơ hội để cho chúng ta sẽ chinh phục được nhiều khách hàng hơn và khách hàng dễ mua hàng hơn. Và để bán được hàng thì Nghệ cũng đã từng lập những danh sách khách hàng ra, và sau đó thì Nghệ tiếp cận đặc biệt là những người nào thích lối sống healthy, thì những người nào có con nhỏ mà thường hay đăng lên là không biết cho con uống sữa gì bởi vì con là đang bị dị ứng sữa này sữa kia ấy. Những người đấy là đặc biệt là những cái anh chị mà có con nhỏ mà dị ứng với sữa động vật ấy, thì khi mọi người thay vì sữa động vật thì mọi người bắt đầu là tìm đến sữa hạt. Và khi mà nói đến con cái thì chắc chắn là mọi người sẽ đầu tư những cái gì mà tốt nhất cho con đúng không ạ? Tốt nhất cho con, và đặc biệt là sữa mà nó đảm bảo những nguyên chất, đảm bảo những cái dinh dưỡng ở trong những cái cốc sữa cho con, để con có thể phát triển chiều cao, để con có thể làm ăn ngon uống ngon hơn, thì chắc chắn là mọi người sẽ đầu tư. Và bao nhiêu thì lúc đấy là chúng ta sẽ không bao giờ tiếc, đặc biệt là liên quan đến con hoặc liên quan đến bố mẹ mình đúng không ạ? Thay vì ở ngoài kia để mua những bạn ấy mua máy sữa hạt để bạn ấy bán ấy, bán những cái chai sữa mà bạn ấy bán ra, thì mình nếu mà mình làm thì chắc chắn nó sẽ đặc, nó sẽ sánh và sẽ ngon hơn. Còn nếu mà ngoài kia thì khi mà người ta đi kinh doanh thì chắc chắn là cái lượng sữa, lượng hạt ở trong đấy thì nó sẽ không bao giờ bằng những cái sữa mà mình xay mình uống trực tiếp đúng không ạ? Thì với chỉ 3.000, 2.000, 3.000 một ngày thôi thì chúng ta đã có những cái ly sữa thơm ngon, mà đặc biệt là dùng cho cả nhà 5 đến 6 người thì tính ra rất là rẻ luôn, rất là rẻ. Mà sữa hạt thì khi chúng ta chỉ cần cho một nắm hạt thôi, ví dụ như Nghệ mùa hè này Nghệ xay một cái nắm hạt đỗ đen rang rồi ấy, thì mình đã đủ cho 6 cốc 200ml cho cả nhà rồi, thì mình thấy rằng là nó rất là thơm ngon và nó đảm bảo cái vệ sinh. Và chính như thế là nhà mình bắt đầu là dùng thường xuyên như vậy. Và khi lập xong cái danh sách khách hàng thì mình bắt đầu là lọc ra xem khách hàng nóng, khách hàng ấm và khách hàng lạnh. Và khi mà có những cái tệp khách hàng như thế thì mình bắt đầu là tiếp cận khách hàng bằng những cuộc trò chuyện, những quyển nói chuyện bình thường thôi, hỏi thăm sức khỏe bình thường thôi. Và trong cái cách nói chuyện thì chắc chắn là mình sớm muộn thì mình cũng sẽ chốt được đơn.
không đơn này thì đơn kia. Đặc biệt là những người mà người ta quan tâm, người ta để lại những cái like, những cái yêu thích ở trong những cái bài đăng của mình rồi, thì mình sẽ tiếp cận dần dần người ta. Chứ nếu mà khi mà chúng ta tiếp cận khách hàng mà chúng ta với mong muốn là bán luôn cho khách hàng, ở đây chỉ có chị Thúy Niêm là chị đấy bán rất là đỉnh luôn. Có nghĩa là nghệ thấy chị đấy chỉ cần tiếp xúc đơn giản thôi mà chị đã bán hàng veo 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 cho khách bằng những sản phẩm của trend rồi. Thì chúng ta không có những cái mối quan hệ nó chất lượng như thế thì chúng ta sẽ phải đi cái đường vòng vòng dần dần, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp cận và đánh dần những cái tư duy của khách hàng, chứ không thể nào chúng ta có thể là với một cái sản phẩm mà có thể là so với kinh tế người ta là chưa 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 ok lắm mà người ta có thể bỏ ra liền một lúc là 9,5 triệu thì người ta bạn mua cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Mà trong cái đó thì mình chưa được cái sự tin tưởng. Ở đây Quyền Nghệ thấy có cả chị mentor một sao Quỳnh Hoa nữa, chị bán hàng máy sữa Puchen bằng cả một tình yêu, cả máy ép nữa. Thì đấy là những cái cách bán hàng của Nghệ, có nghĩa là mình lập danh sách khách hàng ra, mình tiếp cận khách hàng và dần dần mình khi mà khách hàng hỏi giá thì mình sẽ phải xử lý cái từ chối về cái giá này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nái khách hàng, không nên trả lời giá ngay. Ngày xưa mà khi mà Nghệ mới đăng bài về Puchen thì khi mà khách hàng hỏi giá thì mình cũng thẳng thắn trả lời luôn, và giá như này và bảo hành từng ngày. Và chính như thế là nhận được rất là nhiều từ lời từ chối. Và sau khi mà học được những cái bài học từ các mentor, các anh chị đi trước hoặc những người mà các anh chị mà mới vào những bán hàng rất đỉnh ấy, thì mình đã thấy rằng là cái xử lý giá đấy thì chúng ta sẽ phải giới thiệu những cái tính năng ra và đi vào cái cảm xúc của khách hàng. Khi chúng ta đi vào cảm xúc của khách hàng thì chắc chắn là chúng ta sẽ chốt đơn được thôi ạ. Đặc biệt là chúng ta biết những cái điểm yếu của họ, ví dụ như họ đang cần có một cái máy sữa cho con hoặc cần một cái máy để nấu cho bố cho mẹ, đúng không ạ? Thì chắc chắn là mình biết cái điểm này thì mình sẽ đi mạnh, đánh mạnh vào những cái nỗi đau này của khách hàng, để mình sẽ thay vì mua những cái máy sữa ngoài kia hỏng không có phụ kiện thay thế, hỏng không có người bảo hành, hỏng không có, ví dụ như có những cái máy thực sự nó vẫn còn rất là tốt nhưng mà hỏng thì mình mang ra quán thì không ai người ta sửa thì cũng rất là tiếc, mà trong đó thời gian sử dụng nó ngắn thì chúng ta sẽ đầu tư một cái máy mà nó hàng chính hãng, hỏng có phụ kiện thay thế, có người chăm sóc, có hậu mãi, đúng không ạ? Thì mà đặc biệt là những tính năng của nó nấu bằng hơi nước thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn nấu bằng mâm nhiệt rồi. Nó tốt hơn mâm nhiệt rồi, và nếu mà anh chị sử dụng có sự so sánh giữa hai máy thì anh chị sẽ thấy rằng cái lượng sữa nó sánh mịn và cái mùi nó sẽ có cái sự khác biệt, chúng ta uống có thể cảm nhận được. Và đánh vào những cái UFP, những cái cảm nhận như thế thì để chúng ta có thể là chinh phục được khách hàng. Và đây cũng là một trong những cái cách bán hàng của Nghệ, thì hy vọng là nếu mà anh chị nào thấy hợp thì anh chị có thể là áp dụng vào cho chính mình để mình có thể xử lý. Còn nếu mà cái này hàng Puchen này mới thì nhiều khi là ngay bản thân Nghệ khi mà chuyển những cái hàng từ hơn 1 triệu sang những cái hàng mà gần chục triệu như này thì Nghệ cũng phải đi từ từ, chứ không phải là mình một phát là mình có thể bán hàng được ngay, trừ những cái mối quan hệ chất lượng của mình ý, thì mình không nói làm gì. Còn những cái người mà họ đang quen những cái hàng mình bán nó vừa vừa giá tiền ấy, mà chuyển sang những cái hàng này thì mình cũng phải đi đánh vào tư duy của mọi người dần dần. Thì đây cũng chúng ta cũng đừng nên nóng vội là khi mà đi nay hàng này chúng ta sẽ phải bán được, còn nếu mà không bán được thời gian đầu thì chúng ta sẽ nản. Thì nếu mà nản thì chắc chắn là sẽ không bán được đâu ạ. Các anh chị bán những cái nay hàng như Puchen này, anh chị phải kiên trì ạ. Khi mà sản phẩm tốt một người dùng thôi thì những người khác người ta sẽ dùng theo, người ta sẽ giới thiệu nhau và bán, mình cứ bán như vậy là mình tự tin lan tỏa thôi. Thì đây cũng như chính là một trong những cái cách chia sẻ về cái nay hàng này của Nghệ. Thì Nghệ xin trả lại mic cho MC nhé. Cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của Nghệ. Xin được cảm ơn em Đoàn Nghệ rất là nhiều ạ. Thực sự là những chia sẻ bản thân mình như Đoàn Nghệ là giới thiệu lúc nãy, mình cũng là một trong những khách hàng của Nghệ. Trước đây khi mà Nghệ bán những cái sản phẩm gia dụng mà giá rẻ thì hai chị em biết nhau và mình cũng là khách hàng thân thiết của Nghệ. Khi mà có mua đến ba cái máy sữa hạt của mình, mua cho mình dùng và mua cho giúp cho hai người bạn ở cùng trường, rồi cũng có mua một số cái gia dụng khác nữa. Và đó cũng là cái duyên khi mà đến với Droppy. Và khi mà bà đã vào Droppy rồi á, thực sự là nói thật, nếu mà các anh chị mà ai đã dùng Puchen một lần thì không thể nào mà không mê cu. Như chị em thường hay nói đó là rất là mê những cái sản phẩm của Puchen, nếu mà đã dùng thì không thể nói là không mê được. Rất cảm ơn những chia sẻ của em Đoàn Nghệ sáng hôm nay.
Và tiếp tục thì xin mời sự chia sẻ tiếp theo của chị Trương Thị Ngân, mentor 1 sao, sẽ lên tiếp tục chia sẻ với chị em chúng ta cách chốt sale cũng như là cách lan tỏa và những cái cảm nhận khi mà sử dụng cái máy sửa hạt của chúng ta. Xin mời. Chào 127 anh chị em của chúng ta. Thực ra là cũng giống như là Vân Vân Hoàng Nghệ nói đấy, cứ nhắc đến cô Chen là cái tính yêu đấy lúc nào nó cũng thích rồi, nó cũng đam mê rồi. Và mọi Ngân vẫn thường bảo với mọi người là gì, mọi người thường gọi Ngân là cu, ở trường cũng thế mà kể cả ở ngoài cũng thế, cứ bắt đầu Ngân đăng bài một cái mọi người lại thường trêu, mọi người bảo chứ cu lại bắt đầu xuất hiện đây. Thế là tất cả mọi người cùng cười lên, nhưng mà thực ra là cái cười của mọi người thì nó lại cười mang cho mình một cái tình cảm yêu thương, cái ấm áp ấy. Bởi vì sao? Bởi vì tự bản thân Ngân đã tạo được một cái thương hiệu cho Ngân rồi. Chỉ cần nói về bếp từ, chỉ cần nói về nồi chiên không dầu, hoặc là bây giờ có nồi cơm cao tần tách đường, hoặc là máy sữa hạt, hoặc là máy ép chậm, thì hầu như mọi người đều nhắc tới Ngân, bảo Ngân đâu, lại bắt đầu giới thiệu cu đi cho mọi người. Đấy, nên nhiều khi là cứ bắt đầu là nó đã thành một cái thương hiệu và rất là thích luôn. Cứ cu chen ra một sản phẩm nào đấy, thì kiểu gì thì kiểu, thứ nhất là Ngân cũng phải dinh về, thứ hai là nó là cái nhu cầu của nhà mình. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ ngày xưa đấy, thì khi mà Ngân bắt đầu chưa có máy sữa hạt ở trong cu chen là Ngân cũng đã dinh một cái máy sữa hạt về rồi. Nhưng mà cái máy sữa hạt cũng giống như em Nghệ bảo đấy, nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Mà làm thì nó rất là chán. Mà Ngân ngày xưa thì Ngân rất là chăm làm, thậm chí là làm cả cái sữa đậu nành ấy. Không biết là ai đã giống như Ngân của ngày xưa chưa thì không biết. Ngày xưa thì Ngân thường lấy cái máy sữa hạt, nghĩa là Ngân chưa, cái thời là chưa có mua máy sữa hạt đâu. Ngân lại còn mua đỗ tương về này, cho vào máy xay sinh tố này, xay lên này, xay lên xong là bắt đầu lấy mua một cái khăn vải màn thâu ấy, nghĩa là mình khâu vào khoảng tầm thành một cái túi khoảng tầm 3-4 lớp liền, nghĩa là nó như thế, bắt đầu mình lọc xong bắt đầu mình bỏ bã ra. Thì không biết là đã anh chị nào giống như Ngân theo cái cảm nhận của cái ngày xưa bản thân Ngân làm như thế đấy, bởi vì Ngân rất là thích uống sữa hạt. Thế thì lọc thậm chí là phải làm ra 2 cái túi, một cái túi lọc lớp thô của cái sữa đậu lành ra này, xong là ngâm 8 tiếng, xong là bắt đầu lọc lần thứ nhất, xong lại bắt đầu lọc lần thứ hai. Thế khi mà lọc lần thứ hai như thế, cái bã nó ra nó rất là nhiều, nhìn thì cực kỳ tiếc, bảo là như thế này thì phí quá, phí ơi là phí. Bởi vì làm sao mà mình dùng lọc như thế này, bã xong là bắt đầu, đấy là một cái quá trình lọc nhá. Giống bác em chị ạ, bắt đầu mình đọc xong một cái, xong bắt đầu mình lại phải một cái quá trình đun. Thế đun thì lúc nào cũng phải canh và ngoáy liên tục, nếu như mà không ngoáy thì nó lại đọng xuống và bắt đầu là nó bị cháy khét ở dưới cái đế đấy, là bắt đầu có mùi khét. Nếu mà hôm nào mà không để ý một cái mà sơ sẩy, chỉ cần để nửa to một cái thôi, thế là nguyên một cái nồi đấy của mình nó bị có mùi nó hơi khê nồng nồng đấy, đâm ra chán là buồn đấy, mà phí rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thế về sau lại bắt đầu dinh một cái máy sữa hạt về, thì cái máy sữa hạt dinh về thì cũng giống như là của em Nghệ, mình mua cái loại đấy là mua cái loại nó cũng rẻ tiền chứ nó không phải là đắt tiền. Thì mua về nghĩa là làm thì tất cả những cái công đoạn nó nhàn hơn, nhưng mà khi mà nấu thì nó vẫn có cái mùi khét, chứ nó lại không có cái mùi thơm ngon như của máy sữa hạt mình bây giờ. Và khi mà dùng thì con không uống nhiều, mà chủ yếu là mình thì uống nhiều sữa đậu nành, nhưng mà con thì hay mua sữa đậu, nghĩa là hay mua cái đậu xanh về cho xay về cho con đấy, nấu về cho con thì con thích uống cái đấy. Thế nhưng mà thỉnh thoảng mới uống thì gọi là ép con để con uống thôi. Về sau thì chán, cái khâu rửa của nó cũng rất là chán, nghĩa là cái khâu rửa cũng rất là kỳ cục, mà nâu ngoáy ra ngoáy vào mãi thì nó mới sạch được, sau đó lại phơi hong khô. Nghĩa là về sau là chán là cũng vứt cái máy sữa hạt đi, không dùng nhiều. Cho đến khi mà cu chen bắt đầu ra một cái sản phẩm máy sữa hạt, không cần bảo ngày hôm đấy là gần đã cũng đã dinh luôn máy sữa hạt này rồi. Nghĩa là khi mà dinh máy sữa hạt này về thì cái cảm nhận đầu tiên của Ngân cực kỳ thích. Bởi vì như Ngân mà mọi người đã biết, không biết là mọi người đã tra khảo ở trên mạng, trên Google, hoặc là nghe các bạn chia sẻ về cái lợi ích khi làm máy sữa hạt. Bởi vì chúng ta biết được rằng là những cái hạt khi mà chúng ta làm thì nó lại cực kỳ nhiều cái lợi ích cho tất cả chúng ta, đúng không ạ? Cung cấp cho chúng ta các vitamin, cung cấp các khoáng chất và protein cho cái cơ thể của con người. Và đặc biệt là như Ngân tìm hiểu, thực ra như ngày xưa thì Ngân rất thích uống cái sữa hạt, nên là bao giờ Ngân hay tìm hiểu. Cần biết được rằng là gì, nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là về phòng chống ung thư này, hoặc là tốt về hỗ trợ tim mạch cho sự chúng ta này. Nhưng mà Ngân thích ở cái chỗ đó là dành cho những cái người tiểu đường ấy, cực kỳ tốt
cho cái tiểu đường, bởi vì khi dùng máy sữa hạt Kuchen thì thứ nhất là nó đã kiểm soát được cho tất cả chúng ta những cái lượng đường trong máu. Không biết là các bạn có để ý kỹ như của Ngân hay không, nhưng mà Ngân thì lại rất là kỹ, bởi vì bố mẹ đẻ của Ngân là bị tiểu đường. Đấy. Thì khi mà bố mẹ của Ngân bị tiểu đường thì trong đầu Ngân lúc nào Ngân nghĩ là mình phải dùng máy sữa hạt, nhưng mà hai cái máy kia thì dùng nó không thích, mình không thích và mình vứt đi. Thì bắt đầu Ngân cũng tìm hiểu và Ngân biết được rằng là gì, trong cái khi mà chúng ta sử dụng máy sữa hạt thì nó lại rất là tốt, bởi vì chúng ta đã tìm hiểu rồi, cái lượng sữa hạt, cái lượng hạt, lượng đường ở trong cái sữa hạt tự nhiên đấy nó cực kỳ thấp, mà hầu như là có những cái loại hạt là nó không có. Đấy, nó không có, và khi mà uống sữa hạt vào thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu hiệu quả. Và với những cái người mà bị béo phì, với những người mà bị thừa cân, với những người bị tiểu đường thì dùng cái máy sữa hạt này nó đúng là một cái chân ái, nó cực kỳ tốt. Thứ nhất là buổi sáng chúng ta có thể làm ngay một ly sữa hạt giống như nhà Ngân như thế. Có hôm thì Ngân làm một cái ly sữa hạt bắp, nghĩa là mua ngô về xong Ngân mua từ hôm trước rồi, sau đó sáng hôm sau là Ngân chỉ việc Ngân cho vào máy xay thôi. Ngân tranh thủ cho vào máy xay, bấm nút là Ngân đã đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, là chúng ta cũng có thể cho con mình một bữa ăn sáng kết hợp rồi. Thế hoặc là với bố mẹ Ngân cũng thế, nghĩa là lúc nào chúng ta có thể dùng được, kể cả đỗ đen cũng thế. Mà chúng ta biết rằng như nhà Ngân đấy, thực ra các bạn thì không biết, nhưng mà như Ngân ngày xưa cái nội tiết của Ngân nó rất là kém và Ngân hay bị táo bón, Ngân cực kỳ bị táo bón. Thế nếu như mà ăn rau xanh cũng có, ăn rau xanh hồi xưa rất là nhiều luôn, mua rau xanh về lại xong là thậm chí mua cả rau má, lại mua cả rau dấp cá về kỳ cạch, lấy cái cối đá giã rau dấp cá, giã rau má để Ngân uống, để Ngân làm sao mà tránh cho mình bị táo bón. Thế nhưng mà nó thực ra là cũng có lúc thì cơ thể mình đỡ bị táo bón, nhưng cũng có những lúc mà mình hay bị táo bón. Vì bị táo bón và vì hồi xưa là mang thai cái bạn lớn nhà mình ấy thì mình bị trĩ đấy. Chính vì vậy mà Ngân đã dùng đủ các biện pháp để tránh cho mình bị táo bón rất là nhiều. Và mình khi mà bắt đầu có dinh được cái em máy sữa hạt này thì cái vấn đề táo bón và thì hầu như là đã giải quyết được cho Ngân luôn về cái vấn đề táo bón, bởi vì đấy là một cái điều Ngân cực kỳ thích. Và đặc biệt là con nhà mình cũng thế, con nhà mình từ ngày mà mình làm máy sữa hạt đấy, nó mê luôn, nó rất là thích luôn. Con lắm hôm thì còn cứ nhu cầu chứ, mẹ ơi hôm nay mẹ làm sữa đậu xanh cho con, mai mẹ làm sữa đỗ đen cho con, nghĩa là mẹ mít thêm hạt điều cho con, hoặc là mẹ mít thêm maca cho con đấy. Thế hoặc là ví dụ như là mẹ mít thêm cái vừng đen để uống, nó ngậy lắm mẹ ạ. Đấy, tự bản thân con mình bảo, bởi vì hầu như là Ngân làm sữa hạt, không biết các bạn như thế nào, nhưng mà Ngân hầu như là Ngân không cho đường đâu. Ngân rất ít cho đường, hiếm khi cho đường, mà chỉ có các con, ví dụ như cái sữa làm mà các con mấy hôm nay bảo là mẹ ơi hôm nay nó hơi nhạt một tí, mà thế thì con lấy thêm một thìa đường nhỏ để con cho vào. Thế còn hầu như là Ngân không cho đường, mà cả gia đình mình, cả ông, cả bà và tất cả đều uống sữa hạt luôn. Bởi vì chúng ta không cần cho đường, nhưng chúng ta uống, chúng ta đã thấy có được cái độ ngậy. Chúng ta uống, chúng ta đã có thấy cái độ ngon mà không bị nhạt một chút nào cả như cái máy sữa hạt khác. Nếu như cái máy sữa hạt cũ của nhà Ngân thì hầu như Ngân phải cho đường, đun lên cho đường. Nhưng mà bây giờ thì Ngân chắc chắn là khẳng định với mọi người là không tốn đường. Mà Ngân thì rất ít khi ăn đường, thậm chí 2 năm có khi chỉ dùng có 1-2 thìa đường, thỉnh thoảng dùng đường để pha nước chấm. Chứ còn nếu mà dùng đường để mà uống mix với các loại sữa hạt để uống các thứ thì hầu như Ngân không có. Nên nhà Ngân sử dụng đường rất là ít. Cải thiện hệ tiêu hóa cực kỳ tốt. Chúng ta cứ làm dùng máy sữa hạt của Kuchen, mọi người làm thì mọi người sẽ thấy được rằng dùng cho cải thiện cực kỳ về vấn đề tiêu hóa. Như bản thân gần bây giờ, cái vấn đề tiêu hóa gần không bao giờ phải no nữa, cải thiện cực kỳ luôn. Bởi vì trong cái sữa hạt nó cái hàm lượng cái chất xơ nó rất là nhiều. Một là hàm lượng chất xơ nhiều, cái thứ hai là nó không chứa bất kỳ một cái chất nào mà chúng ta bị gây dị ứng cả, là một cái thức uống lành mạnh cực kỳ tốt cho người tiêu hóa. Nếu như mà nói về cái da thì bây giờ hầu như là em Nghệ hoặc là Thía hoặc là Lông Huyền hoặc là mọi người mà khi mà gặp Ngân đấy thì bản thân mọi người cũng phải khen Ngân, và bản thân Ngân cũng cảm nhận, bởi vì chính bản thân Ngân cũng có cái sự cảm nhận khác biệt. Nếu như mà là từ năm ngoái mà mọi người tham xem nghe Ngân chia sẻ trong cái câu chuyện thành công của khi mà tham gia vào gọi ngày đấy gọi là BCA Solution đấy, thì mọi người thấy rằng là bản thân Ngân cái da rất là nhiều mụn nhọt, nội tiết tố kém, mặt thì hay đỏ, nhưng mà cho đến bây giờ bản thân Ngân thấy rằng là cái da của mình nó đã đẹp lên rất là nhiều, nó đã mỡ màng hơn, nó sáng hồng hơn, nó trắng lên rất là nhiều. Thứ nhất là vào trong đây chúng ta được sử dụng nhiều cái thực phẩm chức năng tốt trong Dropy, và trong đây được sử dụng máy ép chậm xịn của Kuchen, và trong đây lại được sử dụng máy sữa hạt hàng ngày của Kuchen. Nên phải nói rằng là cải thiện về làn da cho Ngân
cải thiện về xương khớp cho Ngân. Nếu như bình thường mà hồi xưa Ngân cũng hay chia sẻ với mọi người đấy, khi mà Ngân uống hồng sâm cũng thế, cái tay của mình nó rất hay bị run, nó bị đơ bởi vì ngày xưa Ngân bị suy giáp mà. Thế nhưng bây giờ cái hiện tượng đấy nó không còn, đau mỏi vai gáy không còn, ngủ dậy thoải mái luôn, cực kỳ thích mọi người ạ. Nếu như bình thường ngày xưa thì ngủ dậy bắt đầu cái đầu nó cứng, cái cổ của mình nó cứng đơ, ngồi khoảng tầm mấy phút mới bắt đầu, lúc đấy mới bắt đầu nắc nắc nhẹ nhẹ để giúp cho cái cổ của mình thoải mái. Nhưng mà uống oxy vào kết hợp cùng với máy sữa hạt cu chiên vào thì cảm thấy rằng là nó thoải mái, nó khoan khoái con người khi mà chúng ta như vậy. Thật ra chị nói em giống chị vậy, bởi vì thực ra Ngân cũng giống như mọi người thôi, nó cũng là vì cái sức khỏe của tất cả mọi người, hầu như chúng ta cảm nhận rằng nó đi vào cái cuộc đời thực của chúng ta, đúng không ạ? Nên tất cả các anh chị sử dụng máy làm sữa hạt thì đảm bảo cho các anh chị gì, nuôi dưỡng tốt làn da, cho chúng ta một cái xương khỏe mạnh. Bởi vì sữa hạt rất là giàu canxi, giàu protein và đồng, mà trong khi đó đấy là một trong những cái khoáng chất để giúp cho chúng ta điều chỉnh được việc sản xuất của collagen và cái acetylcholine trong cái da, đúng không? Khi mà chúng ta uống sữa đậu mỗi ngày thì chúng ta sẽ giúp cho xương rắn chắc, làn da của chúng ta tươi trẻ, có cái độ đàn hồi rất là cao, và chúng ta kiểm soát được cái lượng đường trong máu, chúng ta nuôi dưỡng được cái đôi mắt khỏe mạnh. Như chồng Gần đấy, chồng Gần hồi xưa thì anh ấy ngồi máy thì nó rất là hay mỏi, nhưng mà từ khi mà Gần sử dụng những cái sản phẩm trong Dropy, uống sữa hạt hay các thứ, thì và là bây giờ hầu như là cái mắt của anh nó rất là sáng. Như Gần bây giờ đến 46 tuổi rồi nhưng mà Gần chưa phải đeo kính, trong khi đó có những cái bạn mà ở trường Gần đấy 35 tuổi mà các bạn ấy chưa phải là, đấy không phải là cận, mà các bạn đeo kính như kiểu gọi là đeo kính viễn đấy, hoặc là ví dụ như các bạn cùng tuổi với Ngân nhưng hầu như là đeo hết kính rồi. Với Ngân hiện tại bây giờ, Ngân chưa phải đeo kính, đọc sách, xem tivi, máy tính rồi giảng bài một cách thoải mái luôn, không cần phải đeo kính. Bởi vì lúc nào trong cái công thức sữa hạt Ngân mix vào thì nó cũng đã có những cái chất để mà bổ sung cái nocinin trong mắt trong Ngân rồi. Đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng là khi chúng ta dùng sữa hạt, nó là cái chân ái. Khi chúng ta dùng sữa hạt, nó là một cái cực kỳ thích luôn. Và đấy là những cái mà Ngân thích, mà làm rất là nhanh luôn. Đặc biệt là kể với mọi người cái câu chuyện là như bản thân nhà Ngân, mẹ chồng Ngân, bố mẹ đẻ của Ngân là bị tiểu đường, thì Ngân đã có một cái máy sữa hạt cho ông bà dùng hàng ngày. Đấy là một cái rất là mê rồi. Cái thứ hai là bố mẹ chồng Ngân thì bà bị lẫn. Bà bị lẫn nghĩa là bây giờ mà nếu như bà nói và nấu cháo bằng nồi hầm áp suất là ông là bà khẳng định là bà không ăn được, cơm bà cũng không ăn được, mà nấu cái cháo hạt to bà cũng không ăn được. Khi mà bắt đầu có máy sữa hạt về, cái điều đầu tiên Ngân nghĩ tới bà là phải dinh về để cho bà, bởi vì Ngân đã nghe lần đầu tiên, Ngân nghe Quang Minh chia sẻ về cái khi mà làm máy sữa hạt thì nấu được súp, mà cái này thì nó lại phù hợp cực kỳ đối với bà. Chính vì vậy mà Ngân mang về và Ngân ngay, nghĩa là cứ một ngày 3 lần đều đặn. Mà hồi xưa mà Nông Huyền đến nhà Ngân, Nông Huyền cũng biết đấy, cứ một ngày 3 lần đều đặn, ngày nào cũng thế, dùng máy sữa hạt để nấu súp lên cho bà. Mà nấu súp cho bà cực kỳ ngon, rất là ngon luôn đấy. Thứ nhất là gì, Ngân cho biết được tất cả các loại luôn. Gạo Ngân rang lên, có những cái hôm mà Ngân không rang thì Ngân lấy luôn cái cơm mà Ngân vừa mới nấu sẵn rồi đấy, bắt đầu xúc vào nóng hổi cho luôn vào trong máy sữa hạt. Nghĩa là vừa có cơm này, mà Ngân đã quay lên video rất là nhiều lần ở trên Face cho mọi người cùng xem. Thứ nhất là Ngân có gạo này rang lên này, kết hợp cùng với Ngân mua này, đỗ đen này, đỗ xanh này, đỗ cuvée này, đỗ một chút đỗ tương này, kết hợp với rau này, kết hợp với hôm thì mít với thịt bò này, hôm thì với cá này, hôm thì với thịt lợn băm này. Nghĩa là tất cả những cái món gì chúng ta đều có thể cho vào. Bí đỏ Ngân cũng có làm để Ngân nấu được với cho bà này. Bí xanh Ngân cũng cho vào Ngân nấu được với bà này. Có hôm thì Ngân ra chợ thì Ngân thấy có những cái ngó sen mà người ta bán mình ninh cùng với xương hầm ấy, Ngân cũng mua về, Ngân cho vào trong cái máy sữa hạt. Nghĩa là mỗi một hôm Ngân cho một cái loại rau củ quả khác nhau, kết hợp hôm thì cà rốt nấu cho bà để thành một cái bữa ăn. Nghĩa là đầy đủ, phải nói là đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu như nấu cháo, Ngân khẳng định rằng nó cũng sẽ không ngon, không sánh mịn bằng khi mà mọi người nấu sữa hạt bằng súp linh cho bà. Thế hoặc là lắm hôm thì buổi sáng nấu luôn súp cho con luôn, nấu hôm thì nấu súp cá, hôm thì nấu súp thịt, mà cực kỳ nhanh luôn, chỉ bật cắm để đấy, bởi vì máy đã có cái chế độ vệ sinh rồi. Đấy là một cái điều mà cực kỳ thích. Bản thân bố chồng Ngân còn bảo chứ, con ơi, công nhận
khi sử dụng cái máy xử hạt này nó tiện vô cùng luôn. Bởi vì nếu như mà bình thường mà khẳng định với mọi người cứ dinh về đi, nấu súp cho ông cho bà, nấu súp cho con buổi sáng, nấu sữa hạt cho cả gia đình uống, cực kỳ thích luôn, mà vô cùng tiện lợi. Buổi trưa mọi người về, mọi người cũng có thể nấu được làm một cái thức ăn, thậm chí như là Ngần ấy, lắm hôm mà buổi tối mà Ngần ít ăn ấy, Ngần hầu như là Ngần ít ăn cơm buổi tối, thì mình cũng làm luôn một cái cốc sữa hạt đấy luôn rồi. Vậy là mình cũng đã đủ được cái chất dinh dưỡng cho mình rồi, kết hợp cùng mới ăn thêm một chút rau, ăn thêm một chút thức ăn mà cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh, cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể mình rồi. Đấy, thì nghĩa là cực kỳ thích luôn. Bản thân ông bố chồng còn hôm tuần trước nữa còn khỏe mà chứ. Đấy nha, hôm nay có một ông ở Chi Nam lên, ông họp cựu chiến binh, thế là bố giới thiệu cho con cái máy sữa hạt đấy. Và ông vào tận nơi, ông xem, bố còn thao tác cho ông nhìn là đây này, máy sữa hạt này nhà tôi nấu như này này. Còn gần nhà tôi nó mua về cái hôm mà 20 tháng 9 vừa rồi mà ông họp về thanh niên xung phong đấy. Khi mà ông họp thanh niên xung phong thì hầu như là nhà gần làm cái nơi mà cho mọi người tất cả vào chơi không. Thế là bắt đầu lúc đấy thì mới bê cái bát súp ra cho bà ăn. Bê bát súp cho bà ăn thì ông mấy bà, các ông các bà đang vào thì mới bắt đầu mà chọn vào, thì mọi người mới nhìn mới bảo là ô thế ông ăn à bà ăn, ông nấu cho bà ăn gì đấy. Thế mọi người, ông mới bảo chị đây tôi nấu cho bà nó súp đấy, còn gần nó mua cho cái máy sữa hạt. Thế là mọi người lại bắt đầu mọi người tò mò vào, nhìn vào trong cái máy sữa hạt đấy. Thế bắt đầu ông mới bảo đây nha, tôi thực hành luôn cho các ông các bà xem máy sữa hạt này, tôi đây nhà tôi đang có sẵn đỗ, lúc nào con gần nó cũng mua tất cả các loại đỗ luôn, từ hạt sen rồi gần lúc nào gần mua hạt sen để trong tủ đá, và tất cả các loại đỗ lúc nào cũng để đấy. Thế là bắt đầu ông thực hiện luôn thao tác, lấy luôn sữa nghĩa là những cái đỗ xanh này, đỗ sen này, hạt sen này, mix với cả đỗ tương luôn, làm thành một nắm khô, rửa sạch luôn, cho vào luôn vào máy. Xong bản thân một cái bác ở trên Hà Nội đấy, bác bảo ô ông ơi, thế cái máy này cũng nấu được sữa hạt khô như thế này à? Nhà tôi cứ phải ngâm khoảng tầm 8 tiếng liền, thế mà nắm hôm mà quên ngâm thì thôi, không dùng được nữa. Thế bảo đây này, nhà tôi này, nấu luôn. Thế là ông thực hành luôn cho tất cả mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Nghĩa là khi mà mọi người giới thiệu được như thế, lại bắt đầu chưa gần về, hoặc là mọi người lại bắt đầu mọi người điện, thì bởi vì ông cho số điện thoại thì gần lại tư vấn luôn được cho con của các ông các bà. Vậy thì đấy cũng là một cái cách. Đấy cũng là một cái cách mà giúp cho mọi người có thể tư vấn để bán hàng được. Bởi vì sao? Khi mà tư vấn bán hàng, sử dụng máy sữa hạt, bản thân mình đã cảm thấy thích, bản thân mình đã cảm thấy trải nghiệm và cảm thấy yêu, từ tin, từ thích, và nhìn đâu cũng ra khách hàng, nhìn đâu cũng chia sẻ. Đến như bản thân bố Ngân cũng là một người chia sẻ giúp cho Ngân. Bản thân chồng Ngân còn bảo hôm nay đi Băng Ninh thì nhà cháu ấy đang làm, để anh giới thiệu cho. Đấy, nghĩa là tự bản thân mình không ai nói một câu gì cả, nhưng mà tự mọi người đã giúp mình chia sẻ được cái sản phẩm tuyệt vời này. Bởi vì sao? Bởi vì Ngân tự tin chia sẻ được với tất cả mọi người luôn. Mình tự tin về sản phẩm, mình tự tin về máy sữa hạt thì khẳng định rằng mọi người chốt sale cực kỳ dễ dàng luôn. Có một bạn Ngân nhớ mãi là ở trong miền Nam, khi mà Ngân đăng bài về sản phẩm sữa hạt, đăng bài về hôm ấy là đăng bài về làm sữa ngô ấy. Sữa ngô thì Ngân mới đăng bài, thì từ cái quá trình mà sữa nghĩa là cho xuống cái hộp và cái ca thủy tinh đựng, và đến lúc mà máy tự vệ sinh, thì bạn ấy mới nhắn tin trong Face cho Ngân là tư vấn cho Ngân về cái máy sữa hạt này. Thế thì Ngân mới tư vấn bạn ấy, đầu tiên là bạn ấy cũng bảo là nhưng mà không biết là dùng nó thực tế như thế nào, đây là mới nghe bạn thế. Thì lúc đấy là bắt đầu Ngân kết nối với bạn ở trên Face, trên Face, và Ngân gọi trực tiếp trên cái tin nhắn của Messenger luôn, và Ngân quay video luôn, Ngân quay trực tiếp luôn cho bạn. Đây là cái máy nhà chị đang dùng, chị thực hiện luôn cho em để em thấy. Như vậy thì mọi người thấy rằng là khi mọi người mang máy sữa hạt mua, trải nghiệm và sử dụng trực tiếp trong nhà mình, thì bắt đầu khách người ta nghi ngờ, người ta bảo là không biết máy dùng như thế nào, không biết máy dùng có tốt hay không, chị thử quay cho em, chị thử vận hành cho em xem cái máy này nó như thế nào. Thì mọi người sẽ thực hiện luôn được, quay video, nghĩa là kết nối với Zalo, gọi trực tiếp bằng hình ảnh luôn cho mọi người nhìn thấy. Như Ngân đấy, Ngân quay luôn video, quay luôn gọi điện thoại Messenger luôn ở trên Facebook, Ngân luôn ấy, trên tin nhắn Facebook. Thế là Ngân chốt được cho một cái bạn ở khách hàng xa ở miền Nam luôn, bởi vì bạn ấy nhìn thực tế, Ngân làm thực tế luôn. Thế cũng có một bạn, thì khi mà sử dụng như thế, thì bạn ấy lại điện, bạn ấy bảo là chị ơi, khi sử dụng như thế này thì làm sữa nắc như thế nào, sử dụng như thế này làm cái sữa nấu nhanh như thế nào, thế hoặc là khi mà sữa ngâm thì làm như thế nào, nấu súp như thế nào. Ngân có thể hướng dẫn được bạn luôn trực tiếp như thế. Mọi người có trải nghiệm thì chắc chắn rằng mọi người sẽ ra đơn được rất là nhiều luôn.
với cái máy làm sữa hạt này. Và với máy làm sữa hạt thì Ngân cứ cứ khi mà yêu quá thì lại cứ thao thao bất tuyệt như thế, thì không biết là mọi người có nghe nghe Ngân nói nhiều không, thì xin mọi người những cái bông hoa để mọi người những cái bông hoa, những cái icon, những cái trái tim để mọi người thúc đẩy, nghĩa là động viên Ngân để Ngân có cái động lực chia sẻ nhiều hơn cùng với tất cả mọi người, không phải để tưởng sợ là Ngân độc thoại một mình luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, bởi vì khi mà nói về máy sữa hạt thì nó mê quá là cứ thao thao bất tuyệt luôn. Cảm ơn mọi người rất là, mọi người đã tung những cái bông, tung cái hoa để động viên Ngân, bởi vì Ngân rất là muốn, thực ra là muốn hôm nay là muốn chia sẻ bằng cái tình yêu cu chen với tất cả mọi người, muốn chia sẻ cái tình yêu máy sữa hạt với cho tất cả mọi người luôn rất là nhiều. Và đấy, mọi người thấy không, với bản thân Ngân thì bản thân gia đình nhà Ngân dùng, Ngân chia sẻ trực tiếp, Ngân gọi điện trực tiếp bằng hình ảnh để giúp cho những cái khách lạ người ta có cái sự tin tưởng tuyệt đối khi sử dụng máy sữa hạt như thế. Vậy thì cái cách chốt như thế nào, cái cách làm có nhanh không? Nhanh cực kỳ luôn mọi người ạ. À, có những cái khi mà làm máy sữa hạt mà nấu súp cho mẹ chồng Ngân chỉ mất có 13 phút thôi. Nếu như mọi người mà nấu sữa hạt khô thì nếu như mọi người để 120 ml nước thì nó mất trong khoảng tầm 24 phút. Nếu như mọi người để trong khoảng tầm 900 ml nước thì nó mất trong khoảng tầm 17 phút. Thế hoặc là cũng có những lần chị thời gian nó cực kỳ nhanh luôn. Cái thời gian đấy chị bảo mọi người vệ sinh cá nhân, gọi con dậy, tại con vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong là mọi người xuống đã có một cái ly sữa hạt ngon lành rồi đúng không? Vậy thì khi mà mọi người sử dụng như thế, vậy thì cái chốt như thế nào để chúng ta thu hút được khách hàng, cái cách làm như thế nào? Thì thứ nhất, mọi người cứ đăng thực tế, mọi người làm những cái video từ máy sữa hạt để mọi người ra. Nếu như chúng ta chưa kịp mua, chúng ta chưa kịp dinh về, thì mọi người có thể lấy những cái video của các bạn, bởi vì Ngân thấy là cu chen của mình thì lại cực kỳ tâm lý và cực kỳ ưu đãi với các đại lý và cực kỳ quan tâm tới cái lượng khách hàng, tới cái nhu cầu khát khao của đại lý là gì. Có nhiều công thức sữa hạt để cho mọi người tham khảo, mọi người lấy đăng bài, và Ngân thấy rằng là các bạn có một cái tình yêu với cu chen nó cực kỳ say mê. Các bạn ấy có tất tật những cái gì, công thức gì, làm như thế nào, các bạn ấy tham gia hết vào trong cái group Zalo là chia sẻ công thức làm sữa hạt, và mọi người đã dinh vào đúng không? Tấn Hòa đã đưa trên tất cả các group, mọi người tham gia vào ngay để làm gì? Thứ nhất là chúng ta có cái công thức để chúng ta đăng bài. Thứ hai là chúng ta có cái trải nghiệm. Thứ ba là nếu như mình chưa tạm thời, mình chưa có điều kiện mua, mọi người có thể mua trả góp. Đồng thời mọi người lấy những cái video của các bạn đấy, mọi người đăng bài sử dụng làm gì? À, hôm nay Ngân rất là vui khi khách hàng đã phản hồi về cái máy làm sữa hạt, mọi người thấy có thích không? Đấy, vậy thì hôm nay khách làm nấu cháo súp cho gia đình này, hôm nay khách làm mít sữa đậu đen này, nghĩa là mít đậu đen với vừng đen này, thế hoặc là hôm nay là với bí đỏ này, với bí đỏ với thịt băm này, hoặc là đặc biệt là bây giờ đang cái thời tiết mùa thu, đang một cái thời tiết mùa thu se lạnh như thế này, và đặc biệt là với Hà Nội thì cái vị đặc trưng của Hà Nội đó chính là cốm Hà Nội. Mọi người lấy cốm, mua cốm về, mọi người cùng với các loại hạt, chúng ta cùng với hạt sen chúng ta nấu, chúng ta đảm bảo rằng có một cái ly sữa thơm ngon sánh mịn, chỉ cần nhìn vào thôi khách hàng đã thích, khách hàng đã thấy yêu, khách hàng đã thấy say rồi. Vậy thì đấy là những cái chúng ta luôn gắn liền với đời sống hàng ngày, luôn gắn liền với thực tế cuộc sống để chúng ta chia sẻ. Vậy thì cái đấy là một cái cách chúng ta có thể chia sẻ với khách hàng bằng những cái video chúng ta đăng bài, tạo lên một cái thương hiệu cá nhân. Chúng ta cứ đăng bài cho Ngân, chia sẻ cho Ngân theo công thức 2, 3, 4, 2 bài. Chúng ta đăng xen kẽ chia sẻ về cái cấu tạo của máy làm sữa hạt, cái ưu việt của máy làm sữa hạt. Vậy thì cái ưu việt đấy là gì? Chúng ta đăng bài chia sẻ. Chúng ta 3 bài, chúng ta chia sẻ về giá trị khi khách làm sữa hạt, giá trị khi gia đình bản thân mình sử dụng máy làm sữa hạt. 4 bài, chúng ta chia sẻ những cái cảm nhận của khách hàng, chúng ta đăng những cái đơn lên khi mà khách sử dụng, hôm nay có một cái đơn quay khi mà khách hàng nhận hàng. Đấy là những cái, và chúng ta thấy được rằng là 3, 6, 9, đấy là cái quy luật. 3 bài đầu tiên khách hàng người ta chưa quan tâm, người ta chưa nghe đến, bình thường không sao cả. Nhưng 6 bài khẳng định với mọi người rằng khách hàng người ta đã đánh bắt vào, người ta đã bắt đầu nhìn vào cái bạn này, bạn ấy chia sẻ, chứng tỏ bạn ấy phải có một cái tình yêu, chứng tỏ bạn luôn luôn nhìn vào cái sản phẩm này có tốt, bạn ấy mới lan tỏa được nhiều như thế. Có tin, có yêu, có thích thì bạn mới làm nhiều, bạn ấy đăng bài giới thiệu nhiều về như thế này chứ, đúng không? 9 bài
Kiểu gì thì kiểu người ta cũng nhắn tin, người ta cũng inbox và người ta so sánh, người ta sẽ gọi đến bạn. Đấy là những cái để mình tạo cái thương hiệu cá nhân, mình tạo lên cái cách để giúp cho chúng ta có những cái cách để mà chúng ta chốt với tất cả mọi người. Đồng thời, vậy thì khi chia sẻ mọi người phải làm gì? Bởi vì nhiều người nhắn tin cho Ngân, chị ơi, chị hướng dẫn với em cách chốt sale như thế nào, vì sao mọi người lại chia sẻ giá đắt như thế này mà khó mua khó bán. Giống như Đoàn Nghệ chia sẻ, cũng giống như Ngân học cùng với mọi người ở trong Zoom. Vậy thì cái cách chia sẻ làm gì? Chúng ta đánh vào những cái, thứ nhất là so sánh về giá. Cái giá của mình không phải là giá đắt. Nếu những cái máy sữa hạt khác ở ngoài giá nó chỉ tầm 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 7 triệu, nhưng thứ nhất là sử dụng bằng mâm nhiệt, nấu nó không, cái máy sữa hạt nó không có ngon, nó không có độ sánh mịn, nó không có vị thơm như của máy sữa hạt mình. Cái thứ hai, nó có cái mùi hơi khê, hơi khét một chút. Bởi vì ngày xưa nhà Ngân đã dùng sử dụng bằng cái mâm nhiệt. Khi có mùi như thế, cái hạt nó không sánh mịn mà nó hơi bị nợn gợn. Đấy, nó hơi bị nợn gợn. Nhiều khi mà Ngân còn phải nọc dây ra với cái máy hạt sữa cũ nhà mình Ngân. Vậy thì đấy là những cái để chúng ta so sánh. Thứ nhất là giá phải tầm trung. Thứ hai và thứ ba là cái lợn gợn nó không mịn, nó không có cái độ sánh ngon ngợi như của máy sữa hạt của mình. Cái thứ ba, khi sử dụng máy sữa hạt và cái nếu như ở ngoài thị trường nó chỉ bảo hành có 1 năm thôi, nhưng chúng ta bảo hành 2 năm, đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư, chúng ta có những linh phụ kiện thay thế. Có những cái bạn mua máy xách tay về nhưng hàng xách tay về hỏng một cái không thể thay thế được, với chúng ta lại có linh phụ kiện thay thế. Đấy là những cái chúng ta có thể tư vấn được với khách. Cái thứ năm, mọi người có thể chốt sale bằng cái cách gì? Chúng ta có những cái ưu điểm, ưu việt, đó chính là máy nấu chín thực phẩm bằng hơi nước tự động. Với một cái công nghệ hiện đại như thế, khi chúng ta bỏ hạt vào máy thì máy nó sẽ tự vận hành bằng hơi nước tự động, cho chúng ta một cái ly sữa hạt thơm ngon không bị khét như những cái cách nấu thông thường, sử dụng máy xay sữa hạt thông thường khác. Đấy là cái ưu điểm số 1. Cái ưu điểm thứ hai đó chính là gì? Tự động vệ sinh. Với những cái máy khác thì chúng ta rửa cực kỳ khó luôn, nếu như cái máy rẻ tiền. Cũng có những cái máy tự động vệ sinh nhưng nó vẫn không sạch, nó vẫn bẩn, mà Ngân đã trực tiếp Ngân xem. Có một cái bạn ấy đã quay video cho Ngân xem khi mà cái máy bạn ấy cũng là một cái chế độ tự động vệ sinh nhưng nó không sục như của mình. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình tự động vệ sinh nó trong vòng 8 phút. Nếu như chúng ta bật 8 phút thì nó sẽ tự động vệ sinh sục rửa 3 lần, nó sục rửa cực kỳ mạnh luôn, sạch trắng bong, sau đó nó hấp. Sau đó nghĩa là nó sấy nóng để cho cái máy của chúng ta khô cong luôn. Chúng ta có thể nhấc thẳng theo một cái phương thẳng đứng lên cái cối của nó bằng cái thủy tinh, nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy là những cái để mà chúng ta có thể tư vấn được với khách, đúng không ạ? Và chúng ta có cái 9 chương trình tự động để chúng ta có thể nấu. Chúng ta có thể nấu gì? Nấu sữa đậu, nấu sữa ngũ cốc, nấu sữa gạo, pha được cà phê, nấu sinh tố, nấu súp cá, nấu làm sữa thơm. Chúng ta có thể tự do chế biến. Tự nhiên bản thân chúng ta trong mắt của các con, chúng ta đã trở thành một đầu bếp đại tài. Bản thân trong mắt của các ông chồng, chúng ta đã là một người phụ nữ đảm đang nhờ có máy sữa hạt Kuchen, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái công suất nấu nó cực kỳ dễ luôn, rất là nhanh, cái vòng quay của nó rất là nhanh và tự hiện giờ được trong 24 giờ nếu như chúng ta có thể đi đâu vắng, đúng không ạ? Và cái điểm nhấn ở đây chúng ta có thể là gì? Máy nó rất là gọn, nhanh, hình như là nó chỉ có 9 cân rưỡi thôi hay là 10 cân gì đó. Đấy, nó không tốn quá nhiều thời gian dành cho tất cả chúng ta và nó đảm bảo được cái giá trị dinh dưỡng, nó không bị cháy khét, nó không bị nọc nại. Vật liệu thì làm sao? Nó để cực kỳ an toàn về cái sức khỏe. Cái cối của chúng ta nó là cái cối bằng thủy tinh, nhưng mà những cái cối khác, máy khác thì nó lại là cái cối bằng nhôm, cối bằng sắt, và cái nó hay bị han. Đấy, vậy thì đấy là những cái mà chúng ta có thể tư vấn được. Cối chủ của chúng ta bằng thủy tinh, lưỡi dao nó bằng một cái loại vật liệu cao cấp, không bị gì. Vậy thì đấy là những cái mà chúng ta có thể chốt sale được, cực kỳ thích khi mà chúng ta dùng để cho cái máy làm sữa hạt. Những cái ưu điểm như thế thì chúng ta có thể chia nhỏ với khách hàng, hỏi là giá 9 triệu rưỡi mà trên đắt, không đắt một chút nào cả. Chúng ta chia cái thời gian 9 triệu rưỡi ra với 2 năm. Một ngày chúng ta mất chỉ có hơn 3.000. Nhưng mà trong khi đó một cái nắm, nếu như ngày xưa nha, Ngân phải mua một nửa cân thì Ngân làm tốn, nghĩa là rất là ít, chỉ được khoảng tầm 5-7 lần thôi. Nhưng mà với bây giờ một cân đỗ đen, chúng ta chỉ mất khoảng tầm một nắm thôi, chúng ta cho vào trong máy để chúng ta sử dụng luôn, thì cả gia đình chúng ta có được 5 ly sữa thơm ngon cho cả một gia đình buổi sáng. Tốn, nếu mà tính ra thì
mỗi một gia đình một buổi sáng tốn chỉ mất có mấy nghìn thôi, 2 đến 3 nghìn, nó cực kỳ rẻ mà lại cực kỳ ngon. Như các bạn chia sẻ trong cái chia sẻ làm công thức máy sẽ hạt đấy, các bạn lấy đậu xanh các bạn cùng với một chút rau má vào, nếu như ở ngoài thị trường các bạn người ta bán 25.000 một ly rau má đấy, một ly đậu xanh mít với rau má, nhưng khi các anh các chị dùng mà chúng ta dùng ngay máy sữa hạt thì chúng ta chỉ mất vẻn vẹn có đúng 3.000 mà lại đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy thì theo các anh các chị có lên dinh máy sữa hạt về hay không, đúng không ạ? Đấy cũng là một cái cách mà chúng ta giới thiệu với khách hàng, chúng ta đánh vào tâm lý của khách hàng là gì, nhà người ta có con nhỏ, nhà người ta có người già, nhu cầu gia đình sử dụng cho tất cả đến bây giờ. Đấy là một cái cách mà giúp cho tất cả các anh chị có thể tư vấn, có thể chốt sale. Và khi sử dụng máy làm sữa hạt thì nó lại cực kỳ dễ các anh các chị ạ, nó dễ dễ vô cùng luôn đấy. Chúng ta có thể mix được tất cả mọi cái để chúng ta có thể làm từ sữa hạt, từ áp chó, từ matcha, từ tất cả các loại hạt, tất tật chúng ta có thể làm tất được trong một cái máy sữa thần kỳ. Ngần thường gọi là cái máy sữa kỳ diệu như thế này dành cho gia đình Ngần, đúng không? Nó cực kỳ tốt luôn. Và với nhưng mà Ngân lưu ý với mọi người nhé, khi mà sử dụng thì có những cái khách hàng người ta hay bị mắc lỗi như thế này, thì mọi người biết cách để sử dụng. Thứ nhất là cái mắc lỗi là lỗi E3 hoặc lỗi E03 hoặc lỗi E01. Lỗi E01 đó chính là gì? Khi mọi người sử dụng nhưng mà chưa để cái khay thủy tinh và dưới cái bể đựng, khi mà sữa làm xong thì xuống đấy để cho xuống cái khay thủy tinh đấy, hoặc là khi các bạn chưa đặt vào, cái thứ nhất. Cái thứ hai mà các bạn chưa đặt được cái nắp đen vào mà nó cũng bị báo lỗi E1, thì cái đấy là mình biết, mình nhắc luôn cho khách hàng để người ta chủ động luôn, lần sau người ta không cần phải gọi cho mình. Cái thứ hai là lỗi về E03. Cái lỗi E03 đấy chính là gì? Cái nắp của chúng ta, cái chấm tròn nó phải song song cùng với cái chấm tròn ở trên cái máy, thì rất nhiều bạn mà khi mà sử dụng là nó hay bị lỗi đấy, thì chúng ta phải xoay thật chặt nắp vào là chúng ta tự máy nó vận hành được luôn. Cái lỗi đấy là cái lỗi mà mọi người để ý, bởi vì nó rất là đơn giản, nhưng nếu như chúng ta không biết thì chúng ta hay bị bối rối. Cái lỗi thứ ba mà hay bị mắc nữa mà Ngân sử dụng và mọi người sử dụng mà Ngân biết, đó chính là cái lỗi mà khi mà mọi người dùng để mà nấu súp đấy, khi mọi người dùng để nấu súp thì chúng ta thường hay nhấc nó không xả được xuống như là của cái nấu sữa hạt. Thì mọi như nhà Ngân hay một ngày cứ ba ngày mọi nhà Ngân nấu súp cho bà như thế, hoặc là nấu cháo cho con, thì bắt đầu mọi người nấu xong một cái mọi người nhấc thẳng lên và chúng ta đổ nó vào trong cái âu âu thủy tinh để chúng ta đựng đấy. Thì bao giờ nếu như chúng ta không cẩn thận thì chúng ta lại bị nó, hay nó có một cái gọi là nó như nhà Ngân thì chưa bị tắc bao giờ, nhưng mà có một khách hàng của Ngân là nó bị tắc là nó bị nhấn vào cái chỗ van xả, thì nó báo hiệu là cái lỗi E10 ấy. Thì lúc đấy mọi người sẽ nhắc khách hàng là khi mà đặt đá như thế thì cứ bắt đầu mọi người đậy nắp luôn và mọi người nhấn luôn nút tự vệ sinh. Chứ nếu như bởi vì một số có một khách hàng là bảo thế em có dùng thao tác gì không, thì khách hàng lại bảo là em có chị ạ, em lấy cái đũa em ấn ấn nó xuống. Thế vậy thì vô tình khi mà lấy cái đũa ấn xuống thì cái bột nó sánh thì nó lại vào tắc cái van xả, thì nó lại bị như thế. Nhưng mà cái lỗi đấy nó đấy thì cũng là một cái để giúp cho mọi người có thể là tư vấn khách hàng, tạo được cái niềm tin cho khách hàng luôn. Thì mọi người nhắc khách hàng của mình là khi mà sử dụng như thế thì đổ vào cái âu của mình xong đặt nó xuống, sau đó lại đậy nắp cẩn thận vào và chúng ta nhấn vào cái chỗ mà máy tự làm vệ sinh 8 phút thì máy nó xả sạch 3 lần, không bao giờ bị tắc như máy của nhà gần. Từ ngày dùng cho đến bây giờ cứ một ngày 3 lần đều đặn như thế nhưng không bao giờ bị tắc. Đấy, thậm chí có ngày dùng đến 5 lần luôn, bởi vì nấu cho bà xong rồi thì lại mình làm sữa hạt cho mình dùng cho cả gia đình nhìn mà mình uống. Thì đấy là những cái lỗi mà mình có thể biết để mình tư vấn cho khách hàng. Thế hoặc là cái lỗi mà cái lượng khi mà khách hàng sử dụng về người ta thích quá nhưng mà người ta biết cái lượng hạt nó nhiều quá, nó quá cái lượng theo quy định, thì cái máy đấy khi mà sử dụng nó đang đang sử dụng thì nó lại bắt đầu nó báo lỗi là nó lại dừng luôn. Cái máy của mình nó lại rất là thông minh ở cái chỗ đấy, thì đấy là cái lượng hạt nó nhiều quá. Thì lúc đấy thì chúng ta bảo với khách hàng của mình là dùng cái lượng hạt theo đúng công thức ở trong cái bên cạnh của cái máy sữa hạt mà máy đã ghi đầy đủ cho chúng ta rồi. Vậy thì đấy là những cái cách để mà giúp cho chúng ta có thể tư vấn khách hàng. Từ những cái khách hàng như thế mà Ngân đã giới thiệu, khi mà Ngân tư vấn như thế Ngân mới bắt được nỗi luôn của khách hàng, và
em sử dụng cái nắp này chưa chặt này, cái van em có sử dụng cái gì khi mà em nhấn vào không này, thế hoặc là em đã đặt được cái khay vào chưa. Vậy thì Ngân nắm chắc được cái sản phẩm, Ngân là cái chuyên gia về sản phẩm như thế thì khách hàng tin tưởng tuyệt đối luôn, và đồng thời khách hàng lại giới thiệu được cho Ngân cái khách hàng khác luôn để mọi người bán. Thì đấy là những cái để mà giúp cho chúng ta có thể tư vấn được với khách hàng. Thì cái khi mà sử dụng khách hàng, khi mà sử dụng tư vấn cho khách hàng như thế thì Ngân đảm bảo rằng là cái chốt sale của chúng ta nó rất là dễ dàng, nó cực kỳ tốt luôn các anh các chị ạ. Và đặc biệt là chúng ta khi mà sử dụng máy sữa hạt thì chúng ta không dùng cái cối màu đen đấy vào trong nước. Đấy là cũng như là những cái mà mọi người lưu ý với khách hàng. Chúng ta cứ nắm được những cái ưu điểm, ưu việt của sản phẩm, chúng ta nắm được những cái tác dụng, những cái công dụng, tính năng tuyệt vời từ cái sữa hạt để chúng ta tư vấn cho khách hàng. Đặc biệt là cũng giống như Đoàn Nghệ vừa mới nói đấy, bây giờ là thời tiết mùa thu, mà đã là thời tiết mùa thu rồi, se lạnh như thế này và chuẩn bị bước sang mùa đông rồi, thì dinh về một cái máy sữa hạt nó sẽ là một cái chân ái cho tất cả các gia đình. Dinh về một cái máy sữa hạt nó sẽ là một cái điều cực kỳ tác dụng, cực kỳ tốt với tất cả mọi người, là một điều tuyệt vời cho tất cả các gia đình. Và Ngân mong muốn rằng là khi nghe Ngân chia sẻ ngày hôm nay như thế này thì tất cả các anh các chị trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay, 103 anh chị, với những anh chị nào chưa có máy làm sữa hạt, các anh các chị đã mong muốn dinh về cho mình một cái máy sữa hạt chưa? Nếu như các anh các chị đã muốn dinh về cho mình một cái máy sữa hạt rồi thì các anh chị hãy cho Ngân một số 6. Ngân rất thích số 6 bởi vì số 6 sẽ là cái nộp cho các anh các chị ngày hôm nay. Khi các anh chị có số 6 lên trên khung chat, các anh chị ao ước, các anh chị khao khát mong muốn cho mình dinh được một cái máy làm sữa hạt, thì Ngân khẳng định rằng là các anh các chị sẽ có những cái nộp tiếp theo, bán được những cái máy sữa hạt tiếp theo cho mình. Bởi vì 6 nó sẽ là cái lộc, nó sẽ là cái phát đối với các anh các chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Các anh chị rất là mong muốn, và Ngân cũng rất là mong muốn rằng là các anh các chị hãy dinh về ngay cho mình đi. Thời tiết này rất là đẹp, phù hợp để cho tất cả chúng ta dinh về, và chúng ta chia sẻ lên, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều tuyệt vời. Chúng ta bán được hàng, chúng ta có thu nhập, và chúng ta thậm chí chúng ta lan tỏa, chúng ta có thể từ những cái sản phẩm tốt này chúng ta chốt được với các khách hàng làm luôn đại lý cho mình để có những cái máy sữa hạt. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, các anh chị đã luôn luôn ủng hộ Ngân. Để các anh các chị nhé. Và Ngân mong rằng là hôm nay các anh các chị đã để số 6 lên trên khung chat, các anh chị sẽ là những người trải nghiệm mua về, dinh về. Nếu như các anh chị chưa đủ điều kiện kinh tế, chúng ta trả góp để chúng ta dinh về cho mình. Và từ cái số 6 này sẽ là lộc cho các anh các chị, lộc lộc mãi, phát phát mãi dành cho các anh các chị. Cảm ơn tất cả các anh các chị rất là nhiều. Mua về đi suốt mà không biết khi nào dùng. Bạn Yến Mai ơi, bạn không dùng thì quá là tiếc rồi. Tí nữa em về em dùng luôn, trưa nay về dùng chỉ mất có 13 phút thôi. Đặt vào đấy mất 5 phút khi chúng ta thao tác, chúng ta làm và chúng ta thổi cơm, chúng ta thay quần áo xuống. Xong là chúng ta đã có một ly sữa hạt rồi, ngủ dậy cho các con uống khi các con đi học buổi sáng. Các con mình vừa làm buổi sáng, ví dụ như là mình làm chỉ một tí thôi là mình đã làm rồi. 5 giờ kém 5 chúng ta cho vào ly sữa hạt, chúng ta xay luôn là tí chúng ta đổ ra là chúng ta vừa vẫn vào Zoom được. Chúng ta vẫn tranh thủ chúng ta làm một ly sữa hạt luôn rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều khi mà các anh chị đã luôn luôn ủng hộ Ngân, và chắc chắn là các anh các chị đồng hành cam kết và sẽ dinh lên máy Nghệ An. Em đi Sài Gòn liên tục. Thế thì bảo bố mình hoặc là các con mình tự các con làm được thôi mà. Các con mình làm được luôn, bởi vì như nhà Ngân đấy, các con nhà Ngân cũng tự làm được, bố Ngân cũng tự làm được hàng ngày, bởi vì thao tác nó cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần một nút chạm là chúng ta đã làm được luôn máy sữa hạt rồi mà, nhàn tênh luôn. Các con thậm chí khoảng lớp 2 các con cũng làm được luôn, lớp 4, lớp 5 các con vẫn làm được hết mà, ông cũng làm được hết mà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ngân đã cũng chia sẻ đến quá thời gian rồi. Bây giờ đã là 6 giờ 24 phút rồi. Cũng rất là nối thời gian của cả nhà rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà một cái ngày mới báo đơn, năng lượng nhiều và các anh chị ngân lượng nhiều. Xin nhường mic lại cho mic ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Ngân ạ. Thực ra là khi chị Ngân chị sữa lên thì chị bảo là chắc chị chỉ nói tầm 15 phút thôi. Nhưng anh chị thấy sao ạ? Với tình yêu cu chen thì chị lên là chị nói thì đúng là không khoanh lại được ạ. Và ngày hôm nay thì bây giờ cũng đã 6 giờ 25 rồi, thì cũng đã đến giờ các anh chị phải đi làm rồi. Thì Nghệ xin phép thì buổi Zoom ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây nha. Ở trong Zoom thì Nghệ thấy rất là nhiều anh chị, đặc biệt là Nghệ nhìn thấy một cô, đó là cô Đào Thị Thủy, một người đeo kính,
và tầm chắc là cô cũng phải trên 50 tuổi rồi, nhưng học rất là chăm chú từ đầu đến giờ. Thì hy vọng là tất cả các anh chị em chúng ta trẻ trung, chúng ta có sức khỏe, chúng ta sẽ học theo những thế hệ của các cô để chúng ta có thể nào chúng ta có thể là có những cái đơn hàng, có những cái khách hàng thực sự tuyệt vời, và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm với sản mai hàng Guche này, đặc biệt là cái dòng sữa hạt này, để anh chị cũng sẽ chăm sóc được cho sức khỏe của mình một cách healthy nhất, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả anh chị em nha. Xin chúc cả nhà một ngày mới thực sự là năng lượng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các chương trình của Guche nhé. Chào chị. Chào anh nha. Chào anh em nha. Chào cả nhà. Cảm ơn ban tổ chức. Chào chị. Hello cả nhà. Bye cả nhà nha. Nghệ sĩ phép tắt Zoom nha.